Thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục Đậm Đà Khéo Léo. Bây giờ thì đang là mùa hè rồi, có thể nói rằng là mùa hè là cái thời gian mà chúng ta có rất là nhiều đồ ăn thức uống ngon, ví dụ như hoa quả mùa hè thì là nhất rồi này. Nhưng mà nóng. Cần những nóng thì không sao cả, tăng cân cũng không sao cả, miễn là miệng mình thấy ngon đã, đấy là quan điểm của chị. Mình cứ phải ăn, đúng rồi, mình vui đã, mình cảm thấy rằng là mình vui thì sức khỏe của mình mới tốt. Mình phải ăn mình thì có mình sức mà ngon. Đi giảm cân. Mình thấy ăn, mình đã khi mà mình đã ăn là mình phải thấy ngon đúng không ạ? Còn nếu như mà mình thấy cảm thấy sợ béo hoặc là thấy có nóng thì mình không ăn, bởi vì một khi mà mình như thế là có lỗi với đồ ăn đúng không? Cho nên là nóng thì chúng ta vẫn phải ăn. Nhưng mà bên cạnh đó nhá, mùa hè thì chúng ta thấy là có những cái loại quả ví dụ như là mít này, vải này, nhãn này, hay là dứa, xoài thì em thấy là đều thứ nhất là ngọt, có cái lượng đường cao, và thứ hai là cũng rất là nóng, kể cả mận cũng như thế. Thế nhưng mà có những cái loại quả mà có thể giải nhiệt rất là tốt, vì em thấy rằng là đôi khi mùa hè có những cái bình sấu này, ngâm này, mơ ngâm này, dâu tằm ngâm này, và những cái loại nước đó thì khi mà chúng ta uống thì chúng ta có thể giải nhiệt rất nhiều. Và nếu như với quan điểm là chúng ta uống những loại nước đấy mà béo thì em nghĩ rằng là bởi vì là mình chưa cập nhật được những cái kiến thức mới không, thôi. Chứ không phải em, không phải. Đúng rồi. Cái người mà nói mà béo á, là do người ta ăn nhiều cái chất béo trong ngày nên người ta cộng một chút xíu đường đó là người ta đã béo. Như chị em mình nhìn nè. Dòng eo đâu có đáng kể đâu em. Thôi chỉ quay hai chị em bên đấy thôi, đừng quay sang em. Hoặc là đôi khi là chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể chế biến như là sấu muối này, mơ muối này thì đều cũng rất là ngon, chứ không nhất định là chúng ta phải sử dụng đường cho những cái thức uống đó. Thật ra thì cái gì nhiều quá nó cũng không tốt đúng không? Nhưng mà chúng ta bổ sung một lượng ít thôi và chúng ta vẫn đảm bảo rằng là có những cái chế độ tập luyện đi kèm thì cũng không có vấn đề gì cả. Bởi vì nếu chúng ta không thưởng thức những cái món ngon của mùa hè thì là có lỗi với thời tiết và có lỗi với thiên nhiên nữa, vì rõ ràng là thiên nhiên ban tặng cho chúng ta quá nhiều những cái thứ ngon đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì sẽ chúc cho quý vị khán giả, nếu mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta nóng bức quá và có cái nhu cầu được giải khát trong mùa hè, thì sẽ là một vài những cái công thức đến từ chuyên gia của chúng tôi để chúng ta biết được rằng là có những loại thức uống vừa ngon vừa mát, và nếu chúng ta biết cách chế biến thì cũng không hề có hại cho sức khỏe. Trong mùa hè, thời tiết nắng nóng, cơ thể dễ mất nước mệt mỏi. Vì vậy, chúng ta có thể lựa chọn một số loại đồ uống giải nhiệt trong mùa hè, có nguồn gốc từ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe. Nước dừa là một trong những đồ uống mùa hè rất tốt cho cơ thể và làn da. Nước dừa có tác dụng giải nhiệt, làm mát và cung cấp nhiều khoáng chất, sử dụng đều đặn, còn hỗ trợ điều chỉnh huyết áp, duy trì ổn định lượng đường trong máu và cholesterol. Cytokinin trong nước dừa có khả năng cung cấp dưỡng chất, thúc đẩy sự phát triển của tế bào da. Acid lauric giúp giữ ẩm cho làn da mịn màng, cân bằng độ pH và đặc biệt là hạn chế cho da bị lão hóa. Bên cạnh đó, khả năng trau dồi chất có trong nước dừa còn có tác dụng làm giảm cân bất ngờ. Mía có vị ngọt, tính lạnh, lợi vào kinh phế và vị, có công dụng thanh nhiệt lợi thấp, sinh tân nhuận táo, lợi niệu, tiêu trừ mệt mỏi, trợ giúp tiêu hóa. Dùng mía tốt cho người mắc đường hô hấp, sốt cao, giải độc. Mía và nước mía là đồ ăn thức uống rất tốt, nhưng nếu để quá lâu hoặc bảo quản không tốt thì rất dễ là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh. Sấu là trái cây nhiệt đới có tính thanh mát, vị chua dễ chịu. Mùa hè nóng nực đến, một cốc nước sấu ngâm đường cho thêm đá viên chắc chắn mang lại cảm giác tuyệt vời cho bạn. Thức uống này sẽ giúp bạn chữa nhiệt miệng và giải độc cơ thể hiệu quả. Không chỉ vậy, quả sấu có chứa axit hữu cơ, có vị chua, tác động lên hệ tiêu hóa. Điều này giúp giảm cân hiệu quả, giảm thiểu lượng mỡ dư thừa trong cơ thể, lấy lại vóc dáng mơ ước cho những chị em thừa cân. Nước dâu ngâm không chỉ là một loại đồ uống giải khát tuyệt vời, nó còn có thể được sử dụng như một loại thuốc giúp bồi bổ cơ thể, kích thích ăn ngon, ngủ tốt, sáng mắt. Nước dâu má là một trong số các loại nước nên uống vào mùa hè, bởi chúng có tác dụng thanh nhiệt giải độc vô cùng tốt. Rau má là một loại thảo dược có tính hàn, vị đắng dịu, trong thành phần của nó chứa nhiều vitamin K, B1, B2, B3. Đây đều là những chất rất tốt cho cơ thể. Chúng sẽ giúp bạn giảm được tình trạng căng thẳng, đào thải độc tố trong gan, thúc đẩy sự hoạt động của hệ tiêu hóa. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm sinh tố rau má để uống hàng ngày. Sử dụng loại thức uống này thường xuyên có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giúp tăng trí nhớ và thị lực.
Dạ thưa quý vị, trong các thức nước uống vừa rồi á, thì nếu mà những ai mà sợ ngọt uống vào béo, như là sợ uống nước sấu hay nước mơ ngâm đường mà béo quá, chúng ta có thể bổ sung bằng cách là mình cân bằng, mình uống những ly nước rau má không đường, hoặc là một ngày mình uống một cái ly nước có đường thì ngày hôm sau mình lại uống không đường. Cứ như thế thì chắc chắn là cái cân nặng của quý vị sẽ được giữ. Và ngoài ra những người mà rèn luyện thể dục thể thao đó, thì nếu mà mình rèn luyện thể dục thể thao nó bị quá nhiều và mình phải lập tức là bổ sung lại ion khoáng cộng với lại đường á, nước mía là một trong những cái loại mà bổ sung tốt nhất. Thứ nhất là nước sẽ giúp hấp thụ nhanh, gần như là dạng lỏng là hấp thụ trực tiếp luôn. Và cái thứ hai là trong đường của mía sẽ là một trong những cái đường mà được sử dụng nhiều nhất và tốt nhất cho sức khỏe của con người. Vì vậy đây là một trong những cái món mà nếu mà ai tập thể dục thể thao chúng ta lưu ý nha quý vị. Trong khi đó thì đối với món nước dừa thì với những ai mà tập thể dục thể thao thì lại không nên uống nhiều. Mà buổi chiều là không được uống nha, nó sẽ làm mình tụt huyết áp này và sẽ làm cho các cái cơ của mình sẽ bị lỏng hết ra và sẽ không còn khả năng để mà vận động mạnh được nữa. Nên đây cũng là một vài những cái lưu ý để chúng ta thấy rằng là nước uống thì có rất nhiều loại, loại nào cũng ngon cả, nhưng tùy vào cái điều kiện của chúng ta cũng như là cơ thể và sức khỏe của từng người thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại nước uống phù hợp với mình, đúng không? Chắc là vì thế nên là em uống nước dừa nhiều nên là em yếu mềm, không vận động mạnh được. Cho nên em không tập luyện được cái gì cả. Trời ơi, em uống nước dừa rồi mà giờ em mềm được bao nhiêu đó thôi đó hả? Trời ơi, chị thấy thương mấy trái dừa quá. Tốt nhất là em đừng mua nữa, phí tiền em mà. Không. Nước dừa uống là người ta bị say, vào buổi chiều uống là sẽ bị say, say lắm á. Nhưng không, mà em uống không bị say. Em buổi là... tối em không bị say. Tại vì người ta say người thôi chứ không say nước chị ạ. Em độc quá, trái dừa nó nhìn em nó sợ, cho nên là mấy cái chất say nó bỏ đi hết rồi đó em. Nhưng mà dù sao thì nước dừa cũng là một trong những cái loại nước mà chúng ta cũng có thể bổ sung vào một cái lượng phù hợp và một cái khoảng thời gian, ví dụ chúng ta có thể uống vào buổi sáng thì em nghĩ là cũng rất là tốt. Và đặc biệt là đối với những người nào mà chúng ta muốn là đầy thanh mát cho cơ thể và làm thế nào giải nhiệt thì nước dừa cũng là một trong những lựa chọn. Và hy vọng rằng là những loại nước uống vừa rồi rất dễ làm, cũng rất dễ kiếm, thì quý vị và các bạn cũng có thể học theo những cách mà chúng tôi chia sẻ trong những hình ảnh vừa rồi để chúng ta có thể có được những cái loại nước giải khát trong mùa hè.